Hello tất cả anh em nhá. Hôm nay là 25 tháng 12 năm 2019. Anh Nguyễn em sẽ về quê. Quê ở cũ ấy, lắp vào bộ và hát và nghe rất vip. Cái bộ này có tổng chi phí là 48 triệu. Này từ nhà anh Nguyễn đang đi vào đây. Đang đi vào. Buổi chiều này rất là đẹp. Hơi râm râm. Thì bộ này là cũng là bộ cổng đẩy 4 kênh BS audio. Loa màu F 40, súp màu F 50, vang số Villa X6, mic ST V8 Pro, quản lý nguồn lọc V3, vân vân. Thì anh Nguyễn, bác sẽ chờ anh Nguyễn sau một vài phút nữa thì sẽ được lên sóng toàn diện ở bộ hát đó. Đây con đường vào quê cũ nha. Đây khu vực mở ra, tí nữa sẽ vào trong khu vực bờ chùa Tre Lẻ, Văn Đức. Hiện tại giờ anh Nguyễn đang có mặt tại Văn Đức. Mà nhìn đẹp, đường đẹp chưa? Đấy, đường rất là đẹp, đây đường liên xã. Và tới đây sẽ có một con đường khu vực Vành Đai 3 đó, nó chạy qua đây, xuyên nối đường từ Bắc Linh, Hà Nội đi qua đây. Đắp cho nhà em Trường. Em Trường này ngày xưa em là học sinh của mình ấy. Góp lại rất trẻ tuổi. Đây cơ ngơi của em ấy. Ngang tầm cỡ này ra đúng không? Cái bộ hát mấy chục triệu cơ bản là hay lắp vào những cái kiểu nhà như này. Cổng rất là đẳng cấp anh em nhìn. Ngôi biệt thự này cũng ba lầu rồi, ba tầng rồi. Rất trẻ tuổi, xe tiền tỷ, nhà cũng phải đô ba tiền. Và dẫn các bác vào xem thông qua nội thất. Hay nội thất. Rất đẹp. Đây là tầng trệt anh em nhé, tầng trệt. Đây khu vực gọi là lẩu ăn, các tầng ngủ. Quá đẹp. Khu vực tầng ăn. Anh em đang kê đồ vào để chuẩn bị lắp bộ hát. Bộ cấu hình này thì anh Nguyễn ghép với một đôi loa Motivity và có một đèn là KM850 dòng bát 25 ghép lời hoặc trên full. Một đôi loa màu F340 bãi xịn của Đức và một quả súp màu F rất là đẹp đây. Rất đẹp nhé, rất đẹp. Thì bộ này bao gồm một mic ST-V8 Pro, mic sản xuất công nghệ của Mỹ, một chiếc lọc B3, một quả linh nguồn, một vang số Villa X6, một cục đẩy BS Audio B4500. Bây giờ là phần mic. Rất trẻ. Thế này em còn rất là trẻ luôn. Đấy, cơ người có thể nói là học nhiều anh em phải học trò. Rất là giỏi, không nhận. Mất tay em quá nhỉ. Quá giỏi luôn. Quá giỏi luôn. Đẹp trai chưa vợ? Cô nào có nhu cầu alo nhá. Hạnh phúc ơi sao em quá buồn mà quên. Giờ đây em mới biết một lòng thương yêu vì đỡ cho quên nhiều vì mình trái ngang.
trên dốc đá tôi tình cờ quen làng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình ảnh một vài giờ vui, tôi muốn nói lên trọn lời đẹp kể tai em mà có tin một người yêu em chưa lắng cháy. Giờ gió núi rồi sóng khơi tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời, ôm cuộc đời mà phật vẽ loài. Em ơi, thời gian gần gũi làm được bao nhiêu mà khi rời con lòng đầy cô yêu lên xa em rồi. Tôi nhớ em nhiều. Em ơi, thà mong gặp gỡ, thà đừng quên nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi mong ôm ấp kỷ niệm đơn đau. Tôi đứng đó như hình một chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe nỗi tiếng gào thét giữa một sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi. Mong gì gặp lại lần thứ hai. Quý vị và các bạn đang được một bộ cho nên trị giá là 18 triệu, bao gồm đôi ba màu ghép và đôi ba lời một DVD, một bản số một DVD với một hệ thống còi SD 18 bộ đầu và một chiếc lọc DVD và những nguồn mã số 26 của đài S bao gồm 4 kênh ca khúc Linh Hồn Thời Gian. Tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm kể tai em mà còn tin một người yêu em chưa lắng cháy. Sợ gió núi sơ sóng khơi tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời, ô cuộc đời ta thân lẽ. Em ơi, thời gian gần gũi làm được bao nhiêu mà khi rời con lòng đầy cô yêu lên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đơn đau. Tôi đứng đó như hình một pho tượng. Chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe lối tiếng gào thét giữa một sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi. Mong gì gặp lại lần thứ hai. Nghe lối tiếng gào thét giữa một sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi. Mong gì
lại lần thứ